Hôm nay mình cũng có cái máy giặt này để cũng hơi lâu rồi thôi, chưa có vệ sinh, tháo ra vệ sinh trong lòng máy giặt nha các bạn. Hôm nay mình sẽ tháo ra để coi thử cái bên trong nó có dơ hay không. Mấy bữa trước thì mình cũng có mua chai thuốc tẩy lòng máy giặt rồi, nhưng mà nó cũng vẫn còn ra dơ nha. Đây mình có mua cái bịch thuốc này nè, về mình cũng tẩy nó rồi mà sao mà nó giặt thì nó cũng còn ra dơ. Rồi mình bữa nay mình sẽ tiến hành mình tháo cái máy giặt ra nha các bạn. Thì trước tiên mình sẽ tháo mấy con vít này ra trước nha các bạn. Thì trước tiên mình tháo cái máy giặt ra thì mình rút điện ra, thứ nhất mình rút điện ra, thứ hai nữa là mình sẽ phá cái đường nước này lại để thôi khi mà mình thấy đồ này tháo ra rồi bắt đầu cái nó có xì đồ mất công mình lau chùi với bằng điện thì cho nó rút điện ra cho nó an toàn hơn. Rồi giờ mình sẽ tháo nó ra nha. Ở dưới thì chưa thấy gì nha các bạn, ở trên đây vòng vòng khu vực này là rất là bẩn luôn nha, dơ luôn nha, tại lâu ngày mình không có vệ sinh định kỳ đó nó sẽ dơ. Bây giờ mình tiến hành mình tháo cái nắp dưới này ra nha các bạn. Rồi, cái này mình lấy cái lưỡi dao nè, mình cạy cái miếng này lên, tại vì dưới này nó có cái con ốc nó nằm dưới này nè, mình cạy nhẹ nhẹ lên nha các bạn. Đó. Ồ, quá dơ luôn. Lâu ngày á, lâu ngày à, mình không có vệ sinh trong đây mà nó dơ cỡ này đây nè. Có tẩy nha các bạn, có dùng thuốc tẩy luôn nhưng mà nó không sạch nổi. Tại vì nó chỉ sạch được á, là cái lòng ngoài này thôi. Rồi giờ mình tiến hành mình tháo con ốc này ra luôn để mình gỡ lên coi nó bên trong nữa coi nó có dơ tới cỡ mức độ nào nữa. Bây giờ mình sẽ dở hộp ra xem nha các bạn, coi bên trong nó sạch dơ như thế nào. Wow, thấy ghê luôn các bạn ơi. Hôm hổm là mình đã có tẩy rồi đó nha, tẩy rồi một lần đó, xả thêm hai lần nữa mà nó dơ vậy nè. Bữa hổm mà mình không không tẩy chắc có thể là hơn nữa. Rồi bây giờ mình tiến hành mở cái nắp này luôn nha các bạn. Nó có mấy cái chấu này nè, nó kéo ra, đỡ lên nhẹ nhàng. Rồi bây giờ mình tiến hành mình tháo bốn con bù lông dưới này ra nha các bạn. Mình thấy nó đen quá trời luôn rồi, chắc bị khó gỡ ra. Khó lấy ra lắm nha các bạn, tại vì nó quá lâu nó sét nó hư trong này luôn rồi. Ốc này mình nó muốn hư luôn rồi. Rồi cuối cùng mình cũng giặt lộn với bốn ốc đó cũng ra hết rồi nha các bạn. Giờ gỡ ra coi nha, xem nha. Quá trình dơ luôn các bạn ơi.
quá dơ luôn rồi. Rồi đây cực kỳ dơ luôn. Cái lớp này nó dày lắm nha các bạn. Tại nó quá lâu rồi đóng rồi. Quá thì dày luôn, nó dần cạo ra nè.
là mới vệ sinh xong hết rồi nha các bạn. Đó, sạch rồi. Mấy cái đen đen này làm như là ba cái sét hay gì đó của trong máy nó ra nên mình chùi không được, để luôn, không sao. Rồi đây mình cũng đây cũng mới vệ sinh xong luôn hết, mình gỡ ra hết từng chi tiết luôn nha các bạn, chứ không có phải ấy. Đó, mở ra mấy cái đồ đựng xà bông nước xả rồi nè, mở ra hết luôn, mở ra hết rửa nó mới sạch nha các bạn, chứ còn các bạn mà để nguyên vậy rồi xịt vô nó không có sạch. Cái này mình gỡ ra hết luôn, chỉ có mấy cái trong kẹt nhỏ quá thì mà nó còn hơi dơ một chút thì không sao. Rồi bây giờ mình tiến hành mình lắp nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã lắp cái miếng này vô trước nha các bạn, nó có cái móc này nè, nãy mình ta tháo ra mình không có quay, bây giờ mình quay lúc mình lắp vô nha. Đó, móc này mình gài vô lỗ nè, thì mình tháo ra làm sao mình lắp y hệt vậy thôi. Bây giờ bắt bốn ốc này vô nha các bạn. Rồi, coi như là mình đã gác hoàn toàn, vệ sinh gác lại hoàn toàn rồi nha các bạn. Rồi chỉ lau chùi máy lại cái là mình xài thôi, sử dụng thôi, đưa vào sử dụng thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Chúc các bạn thành công nha.